bổ nguyện địa thầm hộ pháp, tham gia cộng đồng địa tạng Bồ Tát phẩm thứ 11. Lúc đó vị Thiên Lao địa thầm bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát về những bậc trí huệ thầm thông lớn không thể nghĩ bàn khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn đối với chúng sanh trong cõi chim phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoạt mã. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá cây gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể họ vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen, thờ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tọa ý cả, sáu là không có tai họ về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh như. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cũng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường là Địa Tạng như thế, thờ được sự lợi ích như vậy. Vị Kim Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như các người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thờ con dùng thần lực của con thường hộ người đó, thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân phải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kim Lao Địa Thần rằng: thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mì, chi lau, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất mặt đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Đang lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thờ công đức của thần và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc trước. Này Địa Tạng, trong đời sau như các kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chứ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, vốn nữa là để cho phải chịu, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó, tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên được rút ráo xa lìa điển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.